Thưa quý vị, giá thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng 70% giá thành trong chăn nuôi. Việc giá thức ăn tăng phi mã thời gian vừa qua thực sự là một cú sốc với người chăn nuôi Việt Nam khi mà phải gánh thêm từ 20 cho đến 30% chi phí đầu vào trong lúc đầu ra có xu hướng giảm. Để trụ vững trong tình hình này thì cả người chăn nuôi và doanh nghiệp buộc phải tính đến các hướng đi lâu dài, ổn định hơn. Sau 2 năm liên tục thua lỗ vì giá thức ăn tăng đến 12 lần, trong khi gà bán ra không tăng tương ứng, ông Trần Đức Thông ở huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai buộc phải thu hẹp quy mô trang trại. Từ 20.000 con, nay chỉ còn 6.000 con. Không tái đàn, thu hẹp chăn nuôi là giải pháp duy nhất lúc này của nông dân nếu không muốn tiếp tục thua lỗ. Cả bây giờ cứ một tháng hoặc nửa tháng tăng một lần giá, tụi tôi càng chăn nuôi thì nó càng kiệt sức. Kiệt sức thứ nhất, chúng tôi phải vay mượn, thế chấp để nuôi. Nhưng mà gồng gánh cho đến giờ phút này, chúng tôi thật sự mà nói cũng hụt hơi lắm. Mà nếu mà cứ kéo dài cái tình trạng cám tăng, chắc hẳn là chúng tôi không thể duy trì và chăn nuôi được nữa. Tương tự, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan khi mà đầu vào tăng 30%, nhưng đầu ra tăng không quá 10%. Bởi thị trường tiêu thụ ảm đạm sau Covid-19 và lạm phát tăng, đời sống người dân khó khăn. Doanh nghiệp xoay sở cắt giảm lợi nhuận để trụ vững, nhưng không hết lo ngại về nguy cơ mất cân đối cung cầu. Hiện cả nước có khoảng 525 triệu con gia cầm và 28 triệu con heo. Giải pháp trước mắt của ngành chăn nuôi là cắt giảm chi phí, tăng năng suất để bù vào giá thành. Nhưng về lâu dài, phải tiến tới nâng chất lượng sản phẩm để tăng giá trị, liên kết chuỗi, tạo vùng an toàn dịch bệnh, chuyển hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại. Nếu chúng ta không đẩy mạnh cái việc xuất khẩu trong nước thì chắc chắn là cái lượng tiêu dùng ở trong nước là sẽ không tiêu thụ hết. Cái thứ hai là chỉ có xuất khẩu thì chúng ta mới nâng cao cái giá trị gia tăng, đem lại cái lợi nhuận về kinh tế cho bà con. Tiến tới một cái ngành chăn nuôi quy mô tỷ suất hàng hóa cao, đáp ứng cái nguồn thực phẩm an toàn, thì ngoài cái việc phòng chống dịch tốt ra thì phải xây dựng được các cái vùng an toàn dịch bệnh. Đấy là một cách phòng bệnh từ xa, mà còn đáp ứng cái yêu cầu của cái tổ chức thú y thế giới là OIE. Người ta dự báo là Việt Nam sẽ là cái bếp của thế giới. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng tích cực áp dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại để hạn chế tối đa lượng thức ăn chăn nuôi bị lãng phí. Đồng thời, tăng cường chế biến sâu, đa dạng sản phẩm để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.